Chào các em, trong video này cô và các em sẽ cùng nhau giải đề kiểm tra học kỳ 2. Đây là đề số 2, môn tiếng Anh lớp 7, chương trình Global Success các em nhé. Một la mã, choose the word whose underlined part is pronounced differently. Em hãy chọn một từ mà thành phần bị gạch chân của nó được phát âm khác với các từ còn lại. Chúng ta có đáng ngạc nhiên là amazing, và xung quanh around. Chống lại again và spacious là a spacious. Nên chúng ta chọn đáp án là D nhé. Serious, chúng ta có âm e phát âm là ear, question e. Và stressful, căng thẳng cũng là e. Dense, dày đặc cũng là e. Đáp án của chúng ta là A, serious. Bài 2 la mã, choose the word that has a different stressed syllable from the rest. Em hãy chọn một từ mà có âm tiết, tức là có trọng âm khác với các từ còn lại. 3A, atmosphere, 1, melody, 1, carnival, âm tiết số 1 và recommend, nằm ở âm mend số 3. Chúng ta chọn đáp án là D nhé. Allergy, dị ứng, 1. Depression, các em lưu ý đối với các danh từ có đuôi sen, s-e-o-n hoặc là t-e-o-n thì trọng âm đứng ngay trước nó, tức là ở âm press. Âm tiết số 2, unusual cũng là âm tiết số 2, usual, you. Và performer là trọng âm ở âm form, performer. Trọng âm tức là âm quan trọng của từ các em nhé. Vậy thì chúng ta chọn đáp án là allergy, bởi vì trọng âm rơi vào âm tiết số 1. Bài 3 la mã, choose the best option. Em hãy chọn, lựa chọn đúng nhất A, B, C, O, D, A, B, C hoặc D to complete each of the following questions, để hoàn thành mỗi câu hỏi ở bên dưới. Câu số 5, good living standard helps people healthy and to live longer, là mức sống tốt giúp cho người dân khỏe mạnh và sống trường thọ. Thì giúp cho người dân khỏe mạnh, chúng ta chọn đáp án là stay. Câu số 6, youngest boy had just started going to school. Câu này có nghĩa là đứa con trai nhỏ nhất thì chỉ mới vừa đi học thôi. Nhỏ nhất thì có từ the tạo thành cụm từ là the youngest boy, là so sánh nhất. Và đi học thì các em sử dụng going to school và chúng ta không cần phải dùng mạo từ. Đối với học sinh, sinh viên đi học thì chúng ta chỉ nói là go to school. Nhưng nếu như ba mẹ chúng ta đi học, phụ huynh, thì trong trường hợp đó mình sẽ nói là my father goes to the school. Bởi vì trường học không phải dành cho ba mẹ mà là dành cho chúng ta, phải không nào? Vậy thì chúng ta chọn đáp án mà có mạo từ the và bên kia là không có mạo từ nhé. A. Câu số 7, have you got pen or would you like to borrow? Bạn có cây bút của bạn chưa? Hay là bạn muốn mượn cây bút của tôi? Em thấy ở đây có danh từ pen thì phía trước của nó phải là tính từ sở hữu, là của bạn, là your, có thể là từ này, có thể là đáp án D này. Hay là bạn muốn mượn cái của tôi, mượn đồ của tôi, mượn bút của tôi, thì chỗ này nó là đại từ sở hữu và phía theo sau nó thì không còn có danh từ nữa, tức là đại từ sở hữu là cái của tôi. Thì cô sẽ trình bày cho các em thấy là my pen này nó bằng với my các em nhé. Và ở đây thì bạn có cần phải mượn đồ của tôi không? Đồ của tôi không thì ở đây là my, và như vậy đáp án cuối cùng chúng ta chọn được là A. Câu số 8, what will our transport look like in the future? System, hệ thống, benefit, lợi ích, problem, vấn đề và part là phần, là hệ thống vận chuyển của chúng ta trong tương lai sẽ như thế nào? Thì chúng ta có từ là system, hệ thống vận chuyển, hệ thống giao thông. Câu số 9, emissions from vehicles, khí thải từ các xe cộ have negative, có cái gì đó tiêu cực, on the environment, đến môi trường, có ảnh hưởng tiêu cực
Chúng ta chọn đáp án là effects. Câu số 10. The teacher is a talk about how to save energy. Là cô giáo đang có một bài nói về việc bảo vệ, về việc tiết kiệm năng lượng. Và có một bài nói là giving a talk. Câu 11. The festival is every year at the end of October. Câu này được sử dụng ở dạng bị động, bởi vì lễ hội thì không tự nó đăng cai hay là tổ chức được, mà nó phải được tổ chức. Và cấu trúc của dạng bị động là chủ ngữ cộng với động từ to be tương ứng với thì của nó cộng với V3, tức là quá khứ, dạng quá khứ phân từ của động từ chính là động từ held. Nó là dạng phân từ của động từ hold. Hold, held, held. Câu 12. We adore winter, the cold. Chúng tôi yêu thích mùa đông, mặc dù cái lạnh của nó. Ở đây em có in spite of là mặc dù, although cũng là mặc dù. Như vậy thì chúng ta phải chọn cái nào? Chúng ta sẽ chọn A là in spite of em nhé. Và sau in spite of thì là cộng với danh từ hoặc là cụm danh từ. Còn sau although thì là một mệnh đề, clause. Mệnh đề tức là có chủ ngữ, có động từ và có thể có tân ngữ hoặc là các thành phần khác. Nên chúng ta chọn ở đây là in spite of, tại vì phía sau của nó là danh từ, the cold. Câu 13. That horror film is too for me. Bộ phim kinh dị đó thì quá đáng sợ đối với tôi. It's too frightening. Đáp án là B nhé. Câu 14. Let's a look at the film section of the paper. Chúng ta hãy nhìn vào cái mục phim, cái phần phim của tờ báo. Tức là tờ báo có nhiều phần và ở đây là có cái mục là phim điện ảnh. Let's take a look. Chúng ta chọn đáp án là take. Câu 15. They often choose cars with bigger engines to get higher speed. Họ thường chọn những chiếc xe hơi với cái động cơ lớn hơn để đạt được tốc độ cao hơn. Họ thường chọn những chiếc xe nhanh hơn. Be faster. Phần 4 là mã. Write the correct form of the words in brackets. Em hãy viết dạng đúng của các từ ở trong hoạt đơn nhé. Đây là word form, tức là chúng ta sẽ chia từ theo dạng danh, động từ, tính từ, trạng từ. Câu 16. When too many people live in a small village, a small place, khi quá nhiều người sống ở trong một nơi, thì cái gì đó can become very difficult. Cái gì đó sẽ có thể trở nên rất khó khăn. Và ở đây chúng ta thấy có động từ là live, là sống. Và dạng danh từ của nó là cuộc sống. Ở đây chúng ta cần một danh từ, cuộc sống sẽ trở nên rất khó khăn và chúng ta sẽ điền từ life. Câu số 17, he is a student, cậu ấy là một học sinh như thế nào đó. Because he goes to class every day, bởi vì cậu ấy đi học mỗi ngày. Cậu ấy là một học sinh. Chúng ta có trạng từ regularly có nghĩa là thường xuyên, đều đặn. Và cậu ấy là một học sinh, ở đây chúng ta cần một tính từ để bổ nghĩa cho từ học sinh. Học sinh như thế nào? Học sinh đi học đều. Và tính từ của nó là regular. Câu số 18. Coal will be by another renewable source of energy in the future. Là than đá sẽ được hoặc là sẽ bị. Replace là động từ thay thế. Ở đây chúng ta có động từ là replace. Sẽ được thay thế bởi những nguồn có thể tái tạo khác, những nguồn năng lượng có thể tái tạo khác trong tương lai. Đây là câu chúng ta phải viết theo dạng bị động. Than đá sẽ được thay thế. Và như cô đã nói là cái dạng của bị động là chúng ta có chủ ngữ cộng với be, và ở đây là will be, và cộng với V3, tức là dạng phân từ của động từ. Đây là một động từ có quy tắc, nên replace chúng ta chỉ cần thêm ed và ở đây có e rồi thì chỉ thêm d thôi.
Câu 19. How many are there in the program tonight? Là tối hôm nay là có mấy? Perform này là động từ. Và how many thì theo sau nó cần phải có một danh từ. Danh từ của nó là performance. Performance. Câu số 20. A man in a silver sports car. Một người đàn ông đi chiếc xe thể thao màu bạc. Động từ là crash là đã va vào. Into a lady. Va vào một người phụ nữ. In a big blue truck. Đi chiếc xe tải màu xanh dương lớn. In the middle of the intersection. Ở giữa ngã tư yesterday, ngày hôm qua. Đã va vào, em thấy có từ yesterday là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn. Vậy thì động từ chúng ta sẽ viết ở dạng VED crashed. Năm La Mã, read the following passage and choose the best answer to fill in each blank. Em hãy đọc đoạn văn dưới đây và chọn đáp án đúng nhất để điền vào mỗi chỗ trống nhé. You use energy every day. Bạn sử dụng năng lượng hàng ngày. Energy is the ability to change. Năng lượng là cái khả năng mà có thể gây ra sự biến đổi. The ability cộng với to verb. Nên chúng ta chọn đáp án là to cause. When you ride a bike, khi mà bạn lái một chiếc xe đạp, you use energy from your body to make the bike move. Thì bạn sử dụng năng lượng từ cơ thể của bạn để làm cho chiếc xe chuyển động. Your parents use heat energy to train the fruit. Ba mẹ của bạn thì sử dụng năng lượng nhiệt để thay đổi đồ ăn. Từ dạng thô, dạng sống sang dạng đã nấu chín là từ from. Đáp án 22, số 22 là from nhé. Not all energy is used as soon as you get it. Không phải là tất cả năng lượng được dùng ngay khi bạn lấy được chúng. Sometimes energy is, thỉnh thoảng thì năng lượng được to be used later, để sử dụng về sau. Stored energy can be chemical energy stored in a battery or in your body. Là nguồn năng lượng dự trữ, có thể là năng lượng hóa học dự trữ trong một cục pin hoặc là trong cơ thể của bạn. Như vậy thì thỉnh thoảng thì năng lượng sẽ được dự trữ, chúng ta chọn đáp án là stored nhé. Potential energy is based on, nguồn năng lượng tiềm năng thì dựa trên. Position of the object, dựa trên cái vị trí của object là vật thể và vị trí là the position. Chúng ta chọn đáp án là A nhé. A soccer player standing ready, một cầu thủ bóng đá đang đứng. Ready to kick a ball, sẵn sàng đá một quả bóng. Has potential energy, thì có nguồn năng lượng tiềm năng. Energy of motion, đây là năng lượng chuyển động. It also called, thì cũng được gọi là kinetic energy. Kinetic energy chúng ta gọi là động năng nhé. Potential energy converts, nguồn năng lượng tiềm năng chuyển đổi, or change into, hoặc thay đổi, kinetic energy, hoặc thay đổi thành động năng. When the thing or person begin to move, khi người hoặc là vật bắt đầu cử động. When the soccer kicks the ball, khi mà cầu thủ bóng đá đá quả bóng. Kinetic energy is at work, thì động năng có tác dụng. Energy often changes form, năng lượng thường thay đổi hình thức. When you, the light, khi bạn bóng đèn. Electricity converts into light, thì điện sẽ chuyển thành ánh sáng khi bạn bật bóng đèn lên.
When you switch on, chúng ta chọn đáp án là D, switch on nhé. When you eat, khi bạn ăn, chemical energy, năng lượng hóa học from your food, từ cái thức ăn của bạn, converts into thermal and mechanical energy, thì cái nguồn năng lượng từ thức ăn của bạn nó sẽ chuyển đổi thành là nhiệt năng và mechanical là cơ năng. That allows you to move and work, mà cho phép bạn chuyển động, cử động và làm việc. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài số 5. Và bây giờ là bài số 6 nhé. Bài số 6, read the passage and decide whether the statements are true or false. Em hãy đọc đoạn văn và em xác định là những khẳng định dưới đây là đúng hay sai. Chúng ta xem các khẳng định trước nhé. Câu 26, the train station has room for 4 passengers. Là train station là có cái chỗ ngồi cho 4 hành khách. Chúng ta cùng xem. Flying cars aren't just science fiction anymore. Có nghĩa là xe hơi bay thì không còn là khoa học giả tưởng nữa. Terra Future, công ty Terra Future based in the United States, có trụ sở tại Mỹ, is developing a reusable aircraft called the Transition, thì đang phát triển một cái chiếc máy bay có thể đọc được, gọi là Transition. The vehicle has 2 seats. Phương tiện này có 2 chỗ ngồi. 4 wheels and wings, có 4 bánh và cánh. That can fold up, mà có thể gập lại. Vậy thì câu số 26 là câu sai. Nó chỉ có 2 chỗ ngồi thôi và không phải là 4 chỗ ngồi. Chúng ta viết fold sai cho nó nhé. Câu 27, Terra Future has worked on the transition since 2006, là Terra Futura đã làm việc với cái chiếc xe transition này từ năm 2006. Chúng ta cùng xem tiếp nhé. So it can be driven like a car, cho nên nó có thể được lái giống như là một chiếc xe hơi. Terra Futura first began to work on the transition in 2006, là cái công ty tên là Terra Futura này lần đầu tiên họ làm việc với cái chiếc xe Transition này là vào năm 2006. Thông tin của câu 27 thì họ đã làm việc từ năm 2006 là đúng. Và D của câu 28, the flying cars uses special tires and glass, là chiếc xe hơi bay này sử dụng cái lốp xe và cái kính đặc biệt. Chúng ta đọc tiếp, has come closer to than anyone to making the flying car a reality. Và nó đã gần hơn bao giờ hết trong việc làm cho chiếc xe hơi bay trở thành reality, là hiện thực. The company uses special tires and glasses. Công ty sử dụng lốp xe và kính đặc biệt that are lighter than the normal automotive ones, mà nó nhẹ hơn là những chiếc ô tô bình thường. Vì thì câu 28 là đúng, công ty sử dụng lốp và kính đặc biệt. Đề câu 29, all drivers of the transition will only have to pass a test to get a license. Tất cả các tài xế của transition thì chỉ cần là đậu được một kỳ thi thì có thể lấy được bằng lái rồi. Chúng ta cùng xem nhé. Which makes it easier for the vehicle to fly? Điều này làm cho chiếc xe này dễ bay hơn. An owner needs to pass a test, là người chủ thì cần phải vượt qua được một bài kiểm tra. And complete 20 hours of flying time, và hoàn thành 20 giờ bay. To be able to fly the transition, để mà có thể lái được transition. Vậy thì ngoài yêu cầu là đậu được một cái bài kiểm tra,
Thì còn phải có 20 giờ bay nữa. Vậy thì thông tin này là thông tin chưa chính xác. Và chúng ta viết sai false cho nó nhé. Câu 30, the transition will go faster in the air than on the road. Là transition sẽ bay nhanh hơn ở trong không khí hơn là so với trên đường. The transition can reach around 70 miles per hour. Là transition sẽ đạt đến khoảng 70 dặm một giờ. Một dặm là khoảng 1,609 mét, tức là 1,6 km các em nhé. And 115 miles per hour in the air, và là 115 dặm trên một giờ ở trên không trung. Vậy thì ở trên đường bộ là 70 dặm và trên không trung là 115 dặm. Transition nó bay ở trên không trung nhanh hơn trên đường bộ là đúng rồi. Chúng ta viết true đúng cho nó nhé. Và câu cuối cùng, on the ground, là ở trên mặt đất, it gets 35 miles per gallon. Ở trên mặt đất thì nó sẽ tiêu tốn là 35 dặm một gallon xăng, mà một gallon thì bằng 3,78 lít các em nhé. Vậy là chúng ta đã làm xong bài số 6. Đề số 7. Complete each of the following sentences using the cues given. Em hãy hoàn thành các câu ở bên dưới và sử dụng những gợi ý đã được cho sẵn. You can train the cues and use other words in addition. Em có thể sử dụng các gợi ý và thêm các từ vào. To the cues, thêm từ vào trong gợi ý. To complete the sentences, để hoàn thành các câu. Câu 31. Overpopulation brings many problems like crime and unemployment. Câu này có nghĩa là sự quá tải về dân số mang đến nhiều vấn đề như là tội phạm và thất nghiệp. Câu đầy đủ là overpopulation brings many problems like crime and unemployment. Chúng ta cùng trình bày nhé. Overpopulation brings many problems like crime and unemployment. Câu 32. Modern means of transport be very strange me. Modern là hiện đại, means of transport là phương tiện giao thông, thì very strange, rất kỳ lạ, me. Em dùng strange và với giới từ là too, strange to me là rất kỳ lạ đối với tôi. Và chúng ta viết lại câu đầy đủ là modern means of transport are very strange to me. Modern means of transport are very strange to me. Câu số 33. Like any other type, power, solar energy have all disadvantage. Cũng giống như những loại năng lượng khác, thì năng lượng mặt trời cũng có cái mặt bất lợi của nó, cái nhược điểm của nó. Like any other type of power, phải solar energy has is all disadvantages. Like any other type
of power. Solar energy has its own disadvantages. Câu 34, animated character. Các nhân vật hoạt hình can có thể là animal, động vật, tree, cây cối, ô hoặc là any household items, cái món đồ vật nào đó trong nhà. And they can talk like human being, và chúng có thể nói chuyện giống như con người. Thì câu này có nghĩa là những nhân vật hoạt hình có thể là động vật, cây cối hoặc là những cái món đồ trong gia đình và chúng có thể nói chuyện như là con người. Câu đầy đủ là animated characters can be animal, an animal, a tree, or any household item. And they can talk like human beings. Chúng ta cùng viết nhé. Animated character can be an animal. Phải a tree or any household items. Phải, and they can talk like human beings. Câu số 35. Have trip homework. Brother, 2 days ago. Câu này có nghĩa là tôi đã có một chuyến đi. Hometown, xin lỗi các em, chỗ này là hometown nhé. Tôi đã có một chuyến đi về quê với anh trai tôi 2 ngày trước. Câu này chúng ta sẽ trình bày ở thì quá khứ đơn. I had a trip to my hometown with my brother 2 days ago. I had a trip to my hometown with my brother 2 days ago. Và bây giờ cô mời các em qua hoạt động số 9. Listen and complete the text with no more than 2 words. Em hãy lắng nghe và hoàn thành đoạn văn với không quá 2 từ. Yêu cầu của bài này là chúng ta phải lắng nghe các em nhé. Và cô sẽ dịch sơ qua cái bài này một lần nhé. Overpopulation is a real problem. Việc quá tải về dân số là một vấn đề thực sự. It could kill the earth. Nó có thể giết chết trái đất. Very soon. Sẽ rất sớm, there will be too many people and not. Sẽ có quá nhiều con người và không có cái gì đó, đất hoặc là nước, hoặc năng lượng, các em nhé. There won't be enough farms to grow food for everyone. Sẽ không có đủ cái nông trại hoặc là trang trại để trồng thức ăn cho mọi người. We'll eat all the fish in the sea. Chúng ta sẽ ăn hết cá ở dưới biển. And our pollution will cause more. Và cái việc ô nhiễm của chúng ta sẽ gây ra nhiều cái gì đó hơn. Đây là tác hại. I think we are in a very serious situation. Tôi nghĩ là bây giờ chúng ta đang ở trong một tình huống rất là khẩn cấp, rất nghiêm trọng. I don't know what the answer is. Tôi không biết đáp án là gì. Our leaders don't seem to. Những người đứng đầu của chúng ta thì không có vẻ là họ quá cái gì đó. They never see the bigger picture. Họ chưa bao giờ mà nhìn thấy được cái bức tranh lớn hơn. The world's population is exploding. Là dân số của thế giới thì đang bùng nổ. And explosions cause great damage. Và sự bùng nổ gây ra sự tổn hại to lớn. More and more people are living longer and longer. Là càng nhiều người sống thọ hơn. We have better. Chúng ta có cái gì đó tốt hơn. Our scientists have found cures to many diseases.
Các nhà khoa học của chúng ta thì đã tìm ra những cái phương pháp điều trị cho nhiều bệnh. There are many reasons, có nhiều lý do. What we really need to do is to think about how overpopulation the earth. Cái điều mà chúng ta thực sự cần là suy nghĩ là cái việc quá tải về dân số nó đang như thế nào đối với trái đất. Và bây giờ cô mời các em nghe nhé. Overpopulation is a real problem. It could kill the earth. Very soon, there will be too many people and not enough land. There won't be enough farms to grow food for everyone. We'll eat all of the fish in the sea, and our pollution will cause more global warming. I think we are in a very serious situation. I don't know what the answer is. Our leaders don't seem too worried. They never see the bigger picture. The world's population is exploding, and explosions cause great damage. More and more people are living longer and longer. We have better medicines. Our scientists have found cures to many diseases. There are many reasons. What we really need to do is to think about how overpopulation is damaging the earth. Chúng ta nghe lại nhé. Overpopulation is a real problem. It could kill the earth. Very soon, there will be too many people and not enough land. And not enough land. Và không có đủ đất. And there won't be enough farms to grow food for everyone. We'll eat all of the fish in the sea, and our pollution will cause more global warming. Will cause more global warming, sẽ gây ra việc nóng lên toàn cầu. Nóng hơn. I think we are in a very serious situation. I don't know what the answer is. Our leaders don't seem too worried. Don't seem too worried, tức là những nhà lãnh đạo của chúng ta thì không có vẻ là họ quá lo lắng. They never see the bigger picture. The world population is exploding, and explosions cause great damage. More and more people are living longer and longer. We have better medicines. We have better medicine. Chúng ta có nhiều thuốc men hơn. Our scientists have found cures to many diseases. There are many reasons. What we really need to do is to think about how overpopulation is damaging the earth. How overpopulation is damaging the earth. Cô dịch lại một lần nữa nhé. Việc quá tải về dân số thì là một vấn đề thực sự. Nó có thể giết chết trái đất. Rất nhanh sẽ có quá nhiều con người và không có đủ đất. Sẽ không có đủ nông trại để trồng thức ăn cho mọi người. Và chúng ta sẽ ăn hết cá ở dưới biển. Sự ô nhiễm của chúng ta sẽ gây ra việc nóng lên toàn cầu nhiều hơn. Tôi nghĩ là chúng ta đang ở trong một tình huống rất nghiêm trọng. Tôi không biết câu trả lời là gì. Những nhà lãnh đạo của chúng ta thì không có vẻ quá lo lắng. Họ chưa bao giờ nhìn thấy một bức tranh lớn hơn. Dân số của thế giới đang bùng nổ và sự bùng nổ gây ra sự thiệt hại to lớn. Nhiều người đang sống thọ hơn. Chúng ta đã có thuốc men tốt hơn. Các nhà khoa học của chúng ta đã tìm ra phương pháp điều trị cho, cái cách điều trị cho nhiều loại bệnh. Có nhiều lý do. Cái mà chúng ta thật sự cần là hãy suy nghĩ về việc là dân số quá tải đang gây tổn hại gì cho trái đất. Vậy là chúng ta đã giải xong đề số 2 trong bộ đề kiểm tra cuối kỳ môn tiếng Anh lớp 7. Kỳ 2, cảm ơn các em đã theo dõi video giải đề của cô và hẹn gặp lại các em ở trong các video giải đề tiếp theo nhé.